Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nha. Và đây là bài đấu được cầm Yamato để ủng hộ Chim Sẻ Nắng quả đấu 7. Cảm ơn anh Phan Đạt đã gửi tặng Chim Sẻ Nắng 200 sao nhá. Bật được mới đỉnh nhá. Có gì mà không bật được nhở? Ok. Nào anh em nào tin là chúng ta bật lại em kèo đấu buổi tối ngày hôm nay, các bạn thể có một số 1 trong chat cho em thấy đâu mà anh em đâu hết rồi nhở? Lạc quan như bệnh nhân ung thư nào các cụ. Bật được không anh em? Anh em nào mà bật được có một số 1 cho em thấy cái. Động viên tinh thần anh em cái. Ví dụ thắng trận này đã này. Voi rồi. Đấy. Giờ lại lắm số 2 quả phụ nữa đây. Bài voi quả phụ rồi. Hiêu đầu thì kiểu gì chẳng có. Dừng đẹp luôn. Yamato đây. Hiêu đầu đây rồi. Ừ. Via chém nó chịu nào được. Ờ lùa bên hiệu này về. Sẻ như cầm Yamato giống hôm trước tôi cầm Via đánh với anh Khánh thôi. Là xong rồi. Đúng rồi chú Tiêu. Ôi ôi hai lời công bốn tân đầu. Chém nó nhảy ngược lên. Chịu nào được. Lại còn công 3P đốt cả 3P luôn anh em ạ. Chừa luôn. Đây là máy của chú Tiểu. Và Hiêu được đưa về Summerian. Bài Summer này đang có một quả đầu 7 cây và làm vòng đi dò với hai cánh rừng cạnh nhà. Tôi thì làm tí cung là vậy. Rồi Summer thôi. Bật được tôi nghỉ game à. Anh xem thu xếp chuột phím đâu, gửi bớt dần em đi. Nghỉ dần là vừa. Em vẫn chưa nghe thấy gì mà anh em. Bài Tiểu đang hơi cụt với úng bầy hiệu đầu 4 con. Ơi à. Thì lỗi một con rồi. Chết hơi xa. Trong đó sẽ đã đưa được hiệu đầu về. Thấy yêu voi quả phụ đây rồi. Yamato. Ờ hôm nay mình đang xem phim của Nhật Bản luôn. Nhân nhắc đến Nia lại nhớ. Rồi voi bầy hiệu, 3 voi bầy hiệu 1 quả rồi bài mắc binh rồi. Bài này thì mình nghĩ là sẽ kích 9 thôi. Xả rồi bạn anh em ơi. Búm gì? Góc này thì búm thế nào được? À không, cũng có đấy. Rồi đưa voi về thôi. Rồi như vậy là tối mai chúng ta sẽ có kèo đấu với các game thủ đến từ Thiên Khôi Esports. Cùng lắm này ví dụ như là thua kèo này thì mình sẽ lấy cái văn đó như là tri ân anh em Thiên Khôi để động viên người ta đánh kèo 4-4 đúng không anh em? Hú họa đội bạn ấy. Chẳng may kèo này chúng ta có khoảng. Rồi voi về đây rồi. Cơ cầu thôi. Vâng, Tiểu thì bảo về là 4 voi rồi. À, thứ tử là 4-4 à. Rồi đây rồi, quả phụ đây rồi. Ăn đi. Điện thoại rung hơi nhiều đấy. F3 lại nghe đi. Yeah. Đứng đấy. Đứng đấy thôi. Ôi giời ơi. Đúng rồi, mất rồi. Đóng trên này. Đấy cơ. Vâng, sẽ gần bài Egypt trong tay thủ tiệm bàn thầu đấy. Đây là máy thủ chim sẻ rồi, ta xem sẻ thi đấu trận đấu này nha. Bài 20, thời đang là 24 dân. Vâng, và đến với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Tâm Đạo Quán, một đơn vị đang kết hợp cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ Tâm Đạo Quán chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm về trà và đang có chương trình ưu đãi để cho anh em khi mà mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2, mua 5 tặng 5. Với sản phẩm trà cà gai leo rau má, thành phần 100% từ thiên nhiên, kết hợp giữa cà gai leo và rau má, giúp tăng cường chức năng gan, làm mát gan, giúp đẩy nhanh quá trình bài tiết độc tố, bảo vệ lá gan và hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào gan, mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Để lại ngay thông tin để nhận được những ưu đãi từ nhà chợ Tâm Đạo Quán qua số điện thoại hotline 096 135 6688. Tâm Đạo Quán địa chỉ tại tầng 1 Luxury Parkview, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và rất mong được anh em ủng hộ. Rồi bài kích 9 chắc chắn chết một bé rồi. Hồng trà, lục trà, bạch trà. Bắt đầu một ngày mới tập trung, tỉnh táo, đầy năng lượng với hương vị tươi mát, tràn đầy sức sống của lục trà vạn tình. Một tách hùng hình nước ấm áp thay cho lời chào trân trọng.
tận hưởng những giây phút thư giãn cuối ngày bằng cách nhâm nhi hương vị tinh tế, lắng đọng của bạch trà hề thước. Khám phá thế giới hương vị đa dạng cùng tâm đạo quán. Và cũng quay trở lại với trận đấu này, bên kia hai nhà đánh 24 dân và bạn lên đời khá là sớm, khả năng vẫn chưa giòn. Ôi rồi, ai cũng không có phụ nữa này. Đây rồi, ôi hôm nay cô voi kiểu gì đây? Ủa à, một dân. Oh yeah, đến từ chim sẻ. Có do thủ tới đội bạn, không quan tâm. Làm hai dân đã tính sau. Hầu đã nằm trong hai đồng dân rồi. 2L đến từ chim sẻ đang phệt đội bạn luôn. Nâng cấp 4 không? Cho nó gắt. Đúng rồi, 2L phải chém 4 luôn. Thế mới đúng là giống như Hải Mario đúng không anh em? 2L phải có 4 ngay. Không muốn người ta cười chứ. Các bạn đánh 2 chém đấy. Tiếp đánh gì nào? Lên, 2L tiếp. 2L cầm 4 vào đầu cho nó chịu nào được. Thế tí xanh lên ăn quả quả này luôn. Và như vậy bên kia Summer cũng đánh cùng. Egypt đánh chém Summer đánh cùng em ạ. Rồi thả vào đúng cái mỏ hiêu đang bú kia. Thì nó chịu thế nào được đúng không anh em? Sẽ thả mỏ mốc các bạn để tránh hiện tượng đối phương chơi P à. Hay đó, kinh tế đó. Vậy hộ gọi là đào về đây, gọi đông vào, xả vào đầu nó, chém 4 vào đầu mình rồi, thêm con lạc đà nữa luôn, có phù luôn, phay mình luôn, phù đi. Ok, đẹp. Xin thịt kìa em ơi, cho tiểu chăm thịt, thừa nhiều thịt quá, phù theo được anh em ạ. Cay nhờ, em ruộng thế bài Yamato này, đang sọc chém siêu đều. Rồi ok anh, 4T không ngại đâu. R mới sợ rồi, T không sợ. Tao lại đợi số là 30 đến từ những chim sẻ của bạn đang kê dân ăn mỏ quả đấy rồi. À bé nữa ăn voi. Sợ ông bố 2 tiêu lại loan quang đi bộ ở đây này. Rồi bắt đầu tạt. Phụ đen ra đấy thì cái gì phải xong luôn. Đỏ quá. Rồi chơi luôn là tạt rồi bạn thôi. Đây đang tạt đây rồi. Không chém được thằng có phù nữa rồi, phải tạt thằng đánh cung thôi. Tụ chém, vào. Và các bạn đã ngửi được mùi xe tạt rồi. Được mấy xe. Sau tuần này sẽ phải là giáp 4 luôn đến được chim sẻ. Tí nữa còn chơi là tà đối phương và phù các bạn sẽ để đến đây thôi. Bắt được con giò các bạn rồi. Bắt được con lạc đá ít máu. Ba vẫn đang cầm được chim sẻ nắng cái bên này. Đây là máy của thủ luôn Tẹo. Tẹo bên này tham lai là số là 25 và đang khắp không chịu được nữa nhưng mà 4 rồi. Sẽ phải tắt ngay vào luôn thì mới chịu được. Đây là máy của thủ chim sẻ. Màu 3 và đang cố gắng cầm chân chim sẻ nắng ở giữa hai nhà. Thì bạn sẽ có thủ tiếp viện đến đây rồi. Và bắt được rất nhiều lạc đà đối với cầm màu 3. Đây đang ra đây rồi. Tiếp tục ăn hoàng đến với thủ chim sẻ. Lên. Nào lên. Thế. Đấy đi. Bắt được 3 sau kìa. Và quay lại nhà 4 luôn. Với con lạc đà có 4, à chưa đúng, ngựa chém có 4, chưa giáp đâu. Bắn đi anh ơi. Gỗ à? Thì gỗ thừa nhiều quá sẻ ơi. Bắt đồng 3, đứng dốc này đây, đứng dốc BG nó đi. Đó BG mình đi. Để đưa thêm chém lên anh ơi. Bắt lạc đà vào 3 đây. Để thằng lại 32 rồi, lắng nghe nhá. Còn không cần, không phải phù hết thế nào được chém này. Đây chơi. Rồi chơi đi, bây giờ nó mới có giáp. 33 luôn này anh ơi. Đây là máy tiễu nhìn nó rõ anh em nhá. Năm nay là 38 trên 52 tới bài đấu này rồi. Không có phù màu 3 kéo sang đây. Tiễu đang tràn vào PA đội bạn, sẽ đang đi cung đội bạn ra để đấm. Chơi đi. Bắn đi. Tục luôn.
Tam Lai 40, màu 3 đang tạt sang nhà Tây. Chúng tôi không quan tâm, quan trọng tâm đi ốp nhà màu 4 này. Ốp màu 4 là thắng rồi. Vé đuổi lên trẻ ơi, 12 giờ. Nó sắp sửa đến BB kìa. Bắn đi. Kệ thằng 3 ở nhà luôn, tập trung bắn này. Màu 3 sang 3 là đàn đuổi gì. Rìa là đàn đi anh ơi. Sang đây. Tam Lai ở số là 40 tới từ cái thủ đoàn Tây. Màu 3 sang cứu, bắn mù tiếp đi kìa. Máy của đủ chim sẻ, nhiều đội bạn quýt rồi. Đấy, chịu thế nào được, phải 2 lời cộng 4 ngày, 1 đều được chứ anh em. Và hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu bản lề xe đấu thứ 3. Yamato nó phải đánh đúng bản chất của Yamato chứ này. Rồi, hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo thôi, bản lề xe đấu này được chưa anh em. Đấy, tơn lên đời trong sóc 2 chém tôi thấy đủ lực nâng cộng 4, phải hô cộng 4 ngay nó mới rát. Thằng kia đánh có một phù thôi, làm gì có gì. Được chưa anh em? Tôi nốt highlight trận này nhá. Đấy, tôi sẽ nốt highlight trận này với tên là C3 trận 2. Siêu phẩm gì nhỉ? Phong cách Mario. Phong cách hải Mario. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây anh em ơi. Chào anh Trần Đình Thi nhá. Hello anh. Ok anh ơi, bây giờ mình nhìn thấy comment của anh. Highlight trận này nốt là chém hay phong cách hải Mario anh em nhé, phong cách hai lời chém bốn. Ờ, đây cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo là anh em đợi chút để mình kiểm tra cái quảng cáo xem nào.